trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại phần thứ tư của chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về mùa xuân của năm Bính Thân năm 2016. Kính thưa quý vị, năm Bính Thân là năm có hành hỏa, cho nên đây là một năm thứ nhất là dương mà đóng ở cái cung bốn cung dần thân tỵ hợi, dần thân tỵ hợi thì như thế là nó rất là sinh động. Một năm tới sinh nhiều, rất nhiều sinh động, nhiều cái đổi thay. Và kính thưa quý vị, chúng ta có cái tuần triệt đóng ở trong cái cung thìn tỵ, như thế là mọi việc cơ sở chúng ta với chỉ mới đầu năm tháng giêng âm lịch thôi là rất nhiều người đã có nhiều việc phải xoay sở làm việc nhưng mà không thành, phải chờ cho đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 của mùa hạ thì mới thành công. Mọi việc mưu cầu lập gia đình nên lập gia đình vào tháng 4, tháng 5, tháng 4, tháng 5, tháng 6 dương lịch nhé. Tránh vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và mùa đông thì chúng ta có thể lập gia đình là được. Đó là những cái nguyên cớ của cái năm Bính Thân hành hỏa. Hành hỏa thì hỏa vượng và như vậy là kim sẽ tử và như thế là những cái ngành kim loại vàng bạc đá quý thì vào mùa thu nó sẽ không được mạnh, có nghĩa là giá cả nó tương đối nó sẽ đi xuống và đặc biệt là nếu chúng ta mưu cầu về những cái ngành nó về hợp với ngành về lửa thì chúng ta nó như nấu ăn dùng lửa nhiều thì những nhà hàng sẽ vừa vào mùa hạ rất nhiều và những ngành như thuộc về nước, những nơi bán nước hoặc là những cái sinh hoạt về những nước uống vào mùa đông nó sẽ rất là yếu. Đó là cái sơ lược sinh hoạt một cách vô cùng sơ lược. Nếu có một cái duyên nào đó tôi sẽ trình bày một cách rõ ràng hơn về năm Bính Thân ảnh hưởng tới mọi người như thế nào. Kính thưa quý vị, chúng ta có một năm đầy sóng gió sắp tới. Sóng gió đây không phải là nó chỉ nói đến sự đổi thay thôi và cái sóng gió đó tùy thuộc của mỗi lá số, mỗi một cá nhân, chúng ta phải tự tìm hiểu ra chúng ta sẽ rõ. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, đây phải là thầy tử vi. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, em hỏi là thí dụ mà em không có nhớ ngày sinh, ngày giờ sinh có hỏi được không thầy? Nếu không có giờ sinh, nếu không có ngày sinh thì phải đến văn phòng của tôi dùng 3 cái đồng tiền tôi gieo quả dịch, ở trong đó có thể nói đến cái lục thân, cha mẹ, con cái, vợ chồng, tiền bạc, được qua lọc như thế nào, phải đến gọi cho tôi và sau đó tôi sẽ giúp cho tìm cái giờ sinh và dùng cái quả dịch để xem về số mệnh nhé. Còn bây giờ em muốn gọi trên đài không thể nào ra được lá số tử vi trên cái software hết, cho nên dành cho người khác. Xin chào. Yeah. Alo, tôi nghe đây ạ. Alo, tôi nghe đây ạ. Cái đó có phải là nói trên đài về tử vi không ạ? Dạ, khi mà tôi bấm như thế, mình gọi trên đài thì người ta bấm thế là biết ngay trên đài. Xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. Mùng 3, tháng 3 ngày 1, năm 68 mà ngày giờ thì không biết ạ. Dạ, giờ không biết thì chúng ta lại rơi vào cái trường hợp cũ là những người không biết giờ thì xin phép gọi cho tôi thì tôi có thể dùng cái kinh nghiệm của mình để chọn vào từ buổi sáng hay buổi tối sau đó mới chọn giờ ra, xin phép để qua người kế tiếp nha. Vâng, alo, tôi nghe đây ạ. Cho hỏi có phải là luật sư tử vi trên đài không? Dạ, con cho thầy biết là năm tháng ngày giờ sinh đi ạ. Dạ, con sinh tháng 4 ngày 7 năm 88, 11 giờ trưa. Năm 88, lúc 11 giờ trưa phải không? Rồi. Dạ. Rồi. Dạ cho con coi thêm một người chồng của con được không?
con coi của con chưa xong đây, con còn cho người chồng của con nữa, con tự làm rối loạn. Nè, con sinh vào ngày 7 tháng 4 năm 1988, nhằm ngày âm lịch là ngày 21 tháng 2 năm Mậu Thìn. Chính sinh vào con sinh lúc mấy giờ? Dạ 11 giờ trưa. Vậy là con sinh vào giờ Tỵ nha, đây nghe lắng nghe cuộc đời của con nè. Con là người có thiên cơ ngộ kỳ nha, thiên cơ ngộ kỳ mà có hóa kỳ cư mề nữa, ngộ thiên hình nữa, chiếu địa kiếp người được không nữa. Con là cái người mà vào cái trần đời để mà vừa học vừa làm hai cái vấn đề nha, vừa học vừa làm luôn, con rất là giỏi, chịu khó tháo vát làm mọi thứ để tạo cho cơ nghiệp của mình. Nhưng cuộc đời này thì thầy nói cho biết rằng là con sẽ sanh con học giỏi, thông minh lắm. Nhà lấy chồng thì trung bình thôi, đời sống này sinh ra đời để mà làm việc, để có chồng, để có con một cách bình thường, sinh hoạt bình thường nha. Có chồng rồi nhưng mà cẩn trọng nha, cẩn trọng số này hay bỏ chồng bậy bạ lắm chứ không phải bị chồng bỏ nha, không? Nhớ như vậy nha, phải cẩn trọng. Rồi sau này cuộc đời sẽ sống đầy đủ, có việc làm và cuộc đời luôn luôn gặp nhiều cái xui trước mặt lắm nha, nhớ nha. Gặp cái nhiều cái xui, cái kém may mắn trước mặt mình chứ về. Sơ lược thầy cho biết là như thế, sẽ dành thời giờ cho người khác. Xin chào. Dạ, con cảm ơn. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, chào thầy. Rồi. Tôi coi cho chồng tôi đó, tuổi Quý Mão, sinh ngày tháng 4 ngày 4 năm 1963. Sinh lúc sinh lúc mấy giờ? Dạ lúc mà 6 giờ 45 chiều thầy. 6 giờ 45. Quý Mão. Dạ vâng. Dạ. 6 giờ 45 chiều, 5 giờ tới 7 giờ. Vâng. 5 giờ tới 7 giờ. Quý Mão thầy, năm Quý Mão. Năm Quý Mão tức là giờ 6 giờ 45 chiều là giờ Tuất đó. Nha, giờ Tuất nha. Dạ. 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ tới 7 giờ, đây, không phải giờ Tuất, này xem giờ Dậu nha, giờ Dậu. Dạ, Dậu. Tôi lặp lại, người này sinh ngày 4 tháng 4 năm 1963, nhằm ngày âm lịch là ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão, giờ Kỷ Dậu nha. Đây, lắng nghe số mệnh của người này nè. Đây, người đàn ông này có mệnh thiên lương nha, mệnh thiên lương mà thân có thiên cơ ngồi xương khúc chiếu về. Đây là người mà mảnh khảnh trông được lắm, trông tốt lắm nha, lo làm việc, lo kiếm ăn, lo sự nghiệp lắm, người biết thân, biết lo việc lắm. Nhưng là ông này chỉ có một cái, trong lo thì lo vậy, nhưng mà cuộc đời của ông gặp nhiều cái thăng trầm lên xuống, nổi lên lỗi xuống lắm nha. Từ khi ông lập từ khi lấy vợ về rồi thì lúc đó mới an bình nha, chứ trước đó là sóng gió lắm. Lấy vợ về nhờ cái đức của vợ cho nên an bình và tịnh tâm lắm nha. Nhưng mà người này tôi báo trước cho biết trước là 52 tuổi tới 62 tuổi đó là sẽ có một sự thay đổi nha. Vì sao người này đang có chức phần chức quyền trên 62 tuổi trở đi đó sẽ nghiên cứu thêm về sách vở, bút viết, chữ nghĩa, văn chương, triết học gì riêng của ông đó nha. Rồi cho đến đến 72 tuổi thì ông này sẽ có cái tâm để mà tu tại gia nha. Chúc mừng bà. Dạ. Dạ. Xin chào. Vâng. Alo, tôi nghe đây ạ. Xin cho phép biết ngày tháng giờ năm sinh để xem số tử vi ạ. Dạ, hỏi cho con gái ạ. Được, đọc. Năm 1986. Rồi. Rồi lúc 11 và lúc 9 giờ 15 sáng. 9 giờ 15 sáng. Năm 1986. Và lúc 9 giờ 15 sáng. Ngày mấy tháng mấy? Dạ, sinh tháng ngày 19 tháng 11 ạ. Ngày 19 tháng 11 sinh tại thành phố nào vậy? Dạ, sinh ở Sài Gòn ạ. Rồi, ngày 19 tháng 11 năm 1986, sinh lúc 9 giờ hơn, 9, mấy giờ sáng? 9 giờ 15 sáng. 9 giờ 15 sáng. Dạ. Người này có 2 giờ, một là giờ Tỵ, hai là giờ Thìn. Thế nhưng 9 giờ 15 sáng. Bà đã từng lấy cho cháu là giờ Tỵ hay giờ Thìn? Giờ Tỵ hay giờ Thìn? 9 giờ 15 sáng. Dạ, không biết ạ. Chỉ biết là sinh vào lúc 9 giờ 15 sáng. Rồi. Năm 1986 ngày 19 tháng 11. Rồi tôi lấy cho bà. Tôi lấy cho cháu giờ Thìn nha. Mệnh của cháu là người thiên cơ ngồi địa không. Dạ, cảm ơn thầy.
thiên cơ người được không? Cháu là cái người mà cuộc đời của cháu đó là cháu có mệnh không mà thân kiếp, cháu làm việc kinh khủng lắm, cháu có mong đại cơ nghiệp, cháu đi đây đi đó, nhiều cái chương chuyên vất vả lắm, tạo cơ nghiệp làm việc rất là cực khổ nhá. Cuộc đời đây là một cuộc đời làm việc, nhưng sau này lấy chồng thì lo cho chồng và người chồng, mà từ sau khi mà lập gia đình xong rồi lấy chồng thì cuộc đời cũng sẽ khá lên nha, mới vững vàng lên. Con cái thì lo đầy đủ tất cả các cái. Lá số này chỉ có duy nhất là nó có cái trở ngại chỗ cái mà cái ách cung của mình là người làm việc hay quả quyết và không có nghe lời, không có chịu hòa nhập với ai. Thành nên tính tình của mình thường thường quyết định những việc làm rất là sai lầm nha. Sai lầm mà từ đó tự mình tạo cái khó khăn khổ sở cho mình thôi. Nhưng mà lá số này nhìn vào cái điền trạch cung cũng như là cái tài cung và cái bổn mệnh rồi những cái sao lộc tồn. Cái thì đây là cái người nói là khá khá trung phú. Trung phú đó, không có nghèo nha. Về sau cuộc đời thì lúc nào cũng có tiền có bạc. Chỉ có điều là làm việc quá cực khổ và làm công việc rất là bình thường thôi. Nhưng mà tâm huyết là tốt và ngay là cùng với chồng tạo cái cơ nghiệp tương đối vững vàng. Số lượt số mệnh là như thế. Xin chào bà. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay cần đúc kết lại thì đây là một cái đề tài nói về cái năm Bính Thân của mùa xuân với những vấn đề như là hạnh phúc con người, là gia đình, đám cưới vân vân. Kính thưa quý vị, mỗi một cá nhân chúng ta ai ai cũng có đầy đủ 118 vì sao thần sát ở trong người của mình sẵn rồi. Những cái biểu tượng đó nó chờ những năm tháng, nó chờ cái duyên, nó chờ cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ đi đến để nó tạo thành cái kết quả của mỗi một cái sự việc như thế. Ai ai cũng bằng nhau cả. Tuy nhiên, tùy cái duyên, tùy cái môi trường, hoàn cảnh mà nó có những cái vấn đề mà chúng ta cần xử quyết. Đời sống thì ngắn ngủi, thời gian qua nhanh. Chúng ta mỗi một năm đón một mùa xuân là một năm chúng ta gần đến con đường đi của chúng ta. Dù đi sao chăng nữa, chúng ta phải luôn luôn vui vẻ, chấp nhận số mệnh của mình, phấn khởi với tất cả những tâm huyết của mình, tận nhân lực, chi thiên mạng, luôn luôn tươi lên, vui lên để có những cái ngày sống tốt đẹp kế tới trong tương lai. Chí Đức xin chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một tuần lễ đầy phấn khởi và đầy tương lai. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới ngày thứ Sáu từ 2:30 đến 3:30. Xin thân ái chào quý vị.